Như vậy chúng ta tóm lại Đó là khi cái con ông chúa mà nó chết Thì ở dưới các cái địa phương đó, Bắt đầu nó nuôi Nuôi nhiều cái ông chúa non Sinh ra một cái tình trạng gọi là tình trạng cát cứ Lọn 12 sứ quân các bạn Lọn 12 sứ quân Trong đó sứ quân nào mạnh nhất đó, Sứ quân nào mạnh nhất Thì sứ quân đó sẽ đi dẹp các sứ quân còn lại Tham lắm các bạn Thấy không? Tham lắm bây giờ á có nhiều cái ụ cái ổ á bạn thực ra gọi là cái ổ nhưng mà những người mà họ nuôi ông á thì họ kêu là mũ ông chúa tức là khi mà chúa già nó chết thì các ông thợ nó bắt đầu nó nuôi nhiều cái ấu chúa đúng không nó có nhiều cái ổ ấu chúa những người nuôi ông người ta kêu là mũ ông chúa thì cái con ông chúa nào ông chúa non á mà nó chui ra trước thì nó đi kiếm mấy cái ụ mấy cái ổ mấy cái mũ ông chúa khác nó cắn thì cái ấu chúa kia làm sao nó còn nằm trong nếu như mà nó tự nó cắn nó chui ra ngoài đó các bạn thì là nó đủ sức mạnh rồi nó chui ra ngoài thì hai con chúa này á là gườm nhau cũng có thể là nó gườm nhau cũng có thể là nó cắn nhau nhưng mà trước khi cắn nhau nó gườm nhau để nó nó quan sát coi cái sức mạnh của đối phương còn cái con ông chúa nào mà nó chưa chui ra kịp Tức là nó còn quá yếu Nó quá yếu Thì chắc chắn là cái con ông chúa nào mà nó chui ra trước Thì nó cắn hết mấy cái mấy cái ổ Gọi là mấy cái mũ ông chúa mà chưa chưa chui ra kịp Cắn hết Cho nên cái người nuôi ông á Là bây giờ họ canh ngày Thấy không? Cái ngày thứ 9, thứ 10 Cái ngày thứ 10 nó nở thì ngày thứ 9 Họ mới cắt cái mũ ông chúa đó Họ bỏ vô trong cái lồng lò xo Họ chưa có mở cái nắp ra Họ cắt nguyên cái 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 mũ ông chúa đó Họ bỏ vô trong cái lồng lò xo Họ dán lại thì cho đến khi mà cái con ông chúa non đó mà nó 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 khoét cái mũ đó nó chui ra thì cái con ông chúa non đó nó vẫn nằm trong cái lòng lò xo cho nên cái con ông chúa khác giả sử có chui ra thì thật ra họ nhốt hết tất cả các cái 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 ông chúa non á họ đều nhốt hết cho nên nó có chui ra rồi á thì cũng chỉ nằm trong cái lòng lò xo thôi không đi giết mấy cái ông chúa khác để làm gì? Để cái người nuôi ong á họ đem mấy cái ong chúa non đó đó, họ chia đàn ra, tức là họ chủ động họ chia đàn ra. Họ lấy cái cầu, cái cầu cầu ong này, họ đem họ bỏ vô cái thùng khác, họ đem một cái con chúa non á, họ thả vô như vậy là sẽ có một cái ổ khác, tức là họ đem chia đàn ong ra. Nếu như đàn ong đó đông quá, họ chia đàn ong ra. Bảo vệ cái cái lòng lò xo đó nó bảo vệ mấy cái con chúa non. Còn nếu mà không á nha. Là con chúa nào mà nó chui ra trước á, là nó cắn hết mấy cái hộp, mấy cái mũ ông chúa kia cho chết hết. Bá chủ mà tham ác, gian ác đó các bạn. Kẻ cai trị lúc nào cũng gian ác hết các bạn. Điếm thúi, tàn ác. Vô cùng tàn ác các bạn. Giống như loạn 12 sứ quân. Sứ quân nào mà mạnh thì sẽ đi khử hết các sứ quân còn lại. Hoặc là chúng ta nhớ một cái câu chuyện. Đó là năm 686 trước công nguyên. Ông này, ông tên là Tề Tương Công. Tề Tương Công đang làm vua. Bị một cái thằng, nó tên là Công Tôn Vô Tri giết hại. Xin nhắc lại, năm 686 trước công nguyên. Ông Tề Tương Công này đang làm vua. Thì bị một cái thằng tên là Công Tôn Vô Tri nó giết. Thì đương nhiên thằng Công Tôn Vô Tri nó giết. Thì nó sẽ xóng ngôi, đúng không? Nó xóng ngôi. Thì hai người em của Tề Tương Công đó là khương tiểu bạch và công tử cũ một người là khương tiểu bạch một người là công tử cũ đều là hai người em của tề tương công bắt đầu bỏ chạy tại vì thằng công tôn vô tri nó giết tề tương công rồi nó lên nó đọt ngôi thì hai thằng em của tề tương công quản quá chạy thì thế nào cái thằng công tôn vô tri nó cũng đi giết là khương tiểu bạch và công tử cũ thôi thế nào nó cũng giết thôi cho nên là phải chạy. Thì mẹ của Khương Tiểu Bạch đó, là người nước vệ. Cho nên Khương Tiểu Bạch mới chạy qua nước vệ để mà trốn. Còn công tử cũ đó, thì chạy qua nước lỗ. Tức là một người chạy qua nước vệ. Còn một người thì chạy qua nước lỗ để mà trốn. Đi theo Khương Tiểu Bạch thì có Bảo Thúc Nha. Bảo Thúc Nha thì đi theo Hầu Khương Tiểu Bạch. Còn công tử cũ á thì quản trọng và thiệu hốt đi theo phò công tử cũ ha quản trọng và thiệu hốt đi theo phò công tử cũ chạy về nước lỗ bảo thúc nha thì đi theo khương tiểu bạch để chạy sang nước vệ để mà trốn thì bắt đầu qua một năm tức là năm 685 hồi nãy là 686 trước công nguyên thì bắt đầu chuyển qua năm 685 trước công nguyên thì cái thằng công tôn vô tri nó bị giết thì ở trong cung á có nội ứng là Cao Hề Cao Hề là nội ứng của Khương Tiểu Bạch Thì Cao Hề sau khi mà cái thằng Công Tôn Vô Tri nó bị chết rồi Thì Cao Hề mới bí mật báo tin cho Khương Tiểu Bạch về để mà làm vua Bí mật báo tin Nhưng mà công tử cũ nó biết Thì bắt đầu hai thằng này mất quả tốc Chạy về để mà làm vua ở nước Tài Thì Khương Tiểu Bạch cũng cắm đầu cắm cổ chạy về nước Tài mà công tử cũ cũng cắm đầu chạy về nước tài cái ông quản trọng xin nhắc lại là ông quản trọng và thiệu hốt là đi theo phò công tử cũ ông quản trọng ông có rất là nhiều biệt tài rất là nhiều biệt tài luôn giỏi lắm một trong những cái biệt tài của quản trọng đó là bắn cung bắn với một khoảng cách rất xa mà vẫn trúng được cái mục tiêu sát súng trúng mục tiêu rất cao thì lúc mà khương tiểu bạch đang về thì thằng cha quản trọng ở bên công tử cũ nó bắn tên bắn tên cho thằng khương tiểu bạch này phải chết tại thằng khương tiểu bạch này mà chết á thì thằng công tử cũ nó mới lên nó làm vua được cũng giống như cái con ông chúa mà nó ra rồi á, là nó phải giết hết mấy cái ông chúa kia trước khi ông chúa kia ra đời là nó phải giết hết thì nó mới làm chúa nó mới làm hoàng đế được còn nếu mà để cho nó chui ra rồi thì bắt đầu là quánh nhau là coi như hai bên mà đánh nhau á. Thì coi như là kẻ tám lạng người nửa cân Đánh nhau một mắt một còn như vậy xác sức thắng rất là thấp Cho nên phải giết từ trong trứng nước Thì trước khi Tiểu Bạch lên làm vua là ông Quảng Trọng Ông đem cung tên ra ông nã cho một phát Thì Khương Tiểu Bạch này bị trúng tên của Quảng Trọng Nhưng mà cũng hên là Khương Tiểu Bạch có đeo một cái cái dây thắt lưng Dây thắt lưng da Cái mũi tên đó vô tình nó trúng vô cái thắt lưng thắt lưng da bò cho nên là nó không có lũng vô người của là khương tiểu bạch nhưng mà ông khương tiểu bạch này ông giả chết ông giả ông nằm ngã ngang ra ông chết thì ông quản trọng nó là ta bắn nó chết rồi thì công tử cũ nó vậy thì thủng thẳng mà hãy về không cần gấp thằng kia nó chết mẹ nó rồi thì bây giờ chỉ còn một chúa thôi một ấu chúa thôi một chúa non thôi đúng không cứ thủng thẳng mà về thế thì ở bên khương tiểu bạch này bắt đầu là giả bộ là bắt đầu là khóc lóc đeo tan coi như là chúa chết rồi thì cái đám ông thợ phải không cái đám ông thợ cái đám mà ăn cứt gà chiên ăn cứt gà của gọi là tiểu bạch đó bắt đầu mới giả buồn giả khổ giả khóc để cho cái thằng công tử cũ này nó không để ý xong bắt đầu ảnh mới quả tóc trong đêm ảnh đi ào 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 để anh cắm đầu cắm cổ ảnh về tới gọi là kinh thành của nước vậy thì bên trong là thằng cao hề nó nổi ứng mở cửa thành ra đưa thằng khương tiểu bạch này lên làm vua liền thì khi mà khương tiểu bạch lên làm vua bắt đầu mới đem quân quánh nước lỗ lập tức đem quân ra quánh nước lỗ nước lỗ là nước nhỏ nước tài đem quân ra quánh nước lỗ nước lỗ thua chạy sặc máu luôn thì ông bảo thúc nha ông mới nói với lại khương tiểu bạch á ông nói thực ra cái ông quản trọng này á ông giỏi dữ lắm nếu như mà bởi hạ mà dùng cái ông quản trọng này á là cái sức mạnh của nước tề nó sẽ rất là ghê gớm cho nên bệ hạ đừng có vì trả thù riêng là ông bảo quản trọng này ông bắn à, khương tiểu bạch một cái mũi tên đừng có vì trả thù riêng mà giết cái ông quản trọng này ổn lắm vì ông quản trọng này rất giỏi thật ra bảo thúc nha với quản trọng này hồi xưa là hai người bạn thân rất thân mà có thề với nhau đó là người này sẽ tiến cử cho người kia tao thì tao đi theo à, tiểu bạch mày đi theo công tử cũ thằng nào làm vua thì tiến cử thằng kia có nghĩa là ví dụ như là thằng vua mà nó có ý định trả thù á thì nói dậm tiếng thì ông bảo thúc nha thứ nhất là ông biết là quản trọng giỏi thứ hai á là cũng vì cái lời hứa năm xưa cho nên bảo thúc nha mới kêu là công tử tiểu bạch tức là khương tiểu bạch khi lên làm vua thì lấy hiệu là tề hoàng công thì bảo thúc nha kêu tề hoàng công là hãy dùng ông quản trọng này nhưng bây giờ quản trọng thì đang ở nước lỗ mà nước lỗ thì cũng biết ông quản trọng này rất là giỏi Nếu bây giờ thả ông quản trọng này về Để cho ông tiểu bạch này mà dùng quản trọng Để cho tài hoàng công mà dùng quản trọng Thì nước tài sẽ rất là mạnh Cho nên trong đầu của vua nước lỗ là sẽ Giết chẳng những giết chết thằng công tử cũ Mà giết luôn cha quản trọng này luôn Thế thì ông tài hoàng công mà mất dở trò liền Ông nói bây giờ á Tới là ông đem quân ông quánh nên nước lỗ chạy banh sát rồi Ông mới nói là bây giờ á Thứ nhất là yêu cầu ông vua nước lỗ phải giết ngay cái thằng công tử cũ để trừ hậu quả giết ngay thằng công tử cũ đồng thời phải giao nộp cái thằng quản trọng về đây để nó xử tội tức là nó không nói về không nói đưa quản trọng về để mà làm đại phu mà nói là đưa quản trọng về để mà nó xử tội thì ông vua nước lỗ ông cũng, cũng yên tâm à, nó đem quản trọng về nó xử tội có không sao quá ra là ông vua nước lỗ bị lừa nó đem quản trọng về Nó phong quản trọng lên làm là Đại phu luôn Ông quản trọng này là một trong những cái người Mà đi theo một cái trường phái gọi là pháp xa Tức là dùng pháp lực Để mà cai trị đất nước